Thưa quý vị và các bạn, xã Long Phước, huyện Long Hồ, quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đây là một trong 6 xã tiêu biểu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Long Hồ. Và không dừng lại ở đó, Đảng bộ và nhân dân địa phương vẫn luôn nỗ lực không ngừng trong phát triển kinh tế và xây dựng quê hương với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Điểm nhấn nổi bật khi đến Long Phước hôm nay là cơ sở hạ tầng giao thông đã cơ bản được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Hiện Long Phước có 100% đường liên xã được nhựa hóa, các tuyến đường liên ấp, liên xóm cũng được đầu tư xây dựng nâng cấp. Nhờ sự chung tay đồng lòng của nhân dân nên cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Đáng chú ý, xã có 6 trên 9 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Tự hào được sinh sống tại quê hương của bác Hai Phạm Hùng. Nói chung là bà con ở đây là được hưởng cái tinh thần và cái công lao của bác để xây dựng quê hương càng ngày càng phát triển. Điện đường trường trạm thì phục vụ rất là tốt cho bà con mình. Với hơn 1.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, Long Phước đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập. Bên cạnh cây lúa, người dân còn phát triển diện tích cây ăn trái đặc sản, trồng nhiều loại màu cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ địa phương làm khép kín lại thì qua màu trồng năm nào người ta trồng cũng đạt được, rồi làm cũng ngon hơn rồi lúc chưa làm kinh làm đồ. Giờ đường xá thì nó cũng thông thương lái rồi vô cân đồ cũng dễ dàng hơn ngày xưa. Rồi vụ màu thì có khi thì nó trúng thì được 5-6 triệu, rồi có khi nó bình thì 3-4 triệu vậy một vụ, nó đỡ hơn làm lúa. Vậy cũng làm ăn cũng khấm khá. Phát huy lợi thế là xã vùng ven thành phố, Long Phước khai thác thế mạnh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Hiện toàn xã có trên 700 cơ sở hoạt động trên các lĩnh vực này, giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Nhờ đó, đến nay hộ nghèo của xã chỉ còn 0,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 74 triệu đồng một năm. Kết quả trên đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân ở địa phương. Hồi xưa thì đường xá chưa thông thoáng thì hàng quán thì chưa có phát triển, nhưng bây giờ thông thoáng phát triển nhiều hơn. Bây giờ thu nhập thì cũng bình dân cũng hơi ổn định. Trong thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thì xã xác định là tiêu chí là môi trường thì cần quan tâm thực hiện, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia cái bảo vệ môi trường cũng như là để rác sinh hoạt đúng nơi quy định, thực hiện trồng hoa trên các tuyến đường nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như là vận động nhân dân áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, cũng như là nhân rộng các mô hình chăn nuôi cũng như là trồng trọt nhằm tăng thu nhập cho người dân. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, cùng sự chung sức đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Long Phước quyết tâm xây dựng quê hương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.